Vâng ạ, cơ sở bên em xin gửi lời chào tới tất cả quý chị và các bác nhé. Và chào mừng chị tới với một video. Hôm nay bên em nên giới thiệu tiếp tục là một cụ chúc phúc trên chiếc lọ gỗ hương đá. Và sau đây chúng ta hãy cùng MC nữ đi sâu hơn về chi tiết tác phẩm này, giới thiệu và cùng giao lưu cùng các bác nhé. Thân hình gọi là mập mạp các bác nhé, đấy thân hình gọi là